Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tổ tiên báo mộng, vận may ập tới, tiền của đổ về, đổi đời giàu sang. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý khán giả thân mến, chúng ta đã qua nửa đời người, đã đi qua nhiều mưa gió, nắng cháy và chứng kiến đủ những thăng trầm. Cái thú của tuổi cao và trung niên chính là hiểu đời, hiểu người và hiểu mình. Để biết điều gì nên làm và tận hưởng cuộc sống trong tầm tay theo một cách rất riêng, cuộc đời còn lại là quá quý giá, nên đừng lãng phí vào những sự việc không đáng và con người không đáng. Bước vào thời điểm 3 tháng cuối năm 2024, nhờ nhiều cách tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Bính Thìn. Vậy cụ thể chi tiết vận trình ra sao, mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Quý anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Bính Thìn được vàng bạc, tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong 3 tháng cuối năm 2024 để giúp Bính Thìn cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 được biết đến với tính cách mạnh mẽ, tự tin và đầy nhiệt huyết. Bính Thìn có tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo tự nhiên và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách. Họ có tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn và luôn tìm cách vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Bính Thìn thường được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và tôn trọng vì sự chính trực, chân thành. Họ có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng kết nối với người khác và thường xuyên giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tính cách hòa đồng, thân thiện của Bính Thìn giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ hữu ích và lâu bền. Tuy nhiên, anh chị Bính Thìn cũng cần cẩn trọng với tính cách nóng nảy và đôi khi thiếu kiên nhẫn của mình. Bính Thìn cần học cách kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động để tránh những sai lầm không đáng có. Cuộc đời của Bính Thìn thường trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhờ vào sự kiên định và ý chí mạnh mẽ, họ luôn vượt qua mọi khó khăn. Khi bước vào độ tuổi trung niên, Bính Thìn thường đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Sự thành công của họ không chỉ đến từ tài năng và nỗ lực cá nhân, mà còn từ khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội bền vững. Nhìn chung, cuộc đời của Bính Thìn là một hành trình đầy màu sắc với nhiều cơ hội và thách thức. Họ luôn cố gắng hết mình để vươn tới những điều tốt đẹp và nhờ vào tính cách mạnh mẽ cùng sự quyết tâm, Bính Thìn thường đạt được những thành công đáng tự hào. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo tử vi khoa học dự báo, 3 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ là một thời điểm đầy biến động đối với người tuổi Bính Thìn, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh. Kết hợp với những ảnh hưởng tiêu cực của năm cuối cùng của hạn tam tai sẽ khiến vận trình của bản mệnh gặp nhiều khó khăn, bất lợi và thách thức ở mọi khía cạnh cuộc sống. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa cũng là vì lý do đó, dù anh chị Bính Thìn vốn kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và có gia cảnh tốt,
thì cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé trước những khủng hoảng khó khăn to lớn của số phận. Một số người thậm chí có thể rơi vào trạng thái u uất, chán trường. Điềm báo tử vi cho thấy, thời điểm nửa đầu năm có thể vô cùng gian nan, thách thức liên tiếp xuất hiện. Nhưng đừng lo lắng, vì 3 tháng cuối năm mọi chuyện sẽ bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Trong 3 tháng cuối năm 2024 này, bản mệnh cứ quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc sẽ được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao, từ đó đạt được thành quả tốt. Hãy kiên trì và đừng vội nản lòng, những phần thưởng xứng đáng đang chờ đón bạn ở phía trước. Công việc làm ăn sẽ gặp phải một số trở ngại trong thời điểm này, tiến độ công việc bị chậm lại, ít cơ hội để phát triển hay thăng tiến hơn. Thêm vào đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, đòi hỏi bính thìn phải nỗ lực hơn rất nhiều để giữ vững vị trí của mình. Nếu có ý định đầu tư hay khởi nghiệp cần hết sức cẩn trọng và tỉnh táo, chọn lọc đối tác thật kỹ, tránh để bị lừa đảo hay phá hoại. 3 tháng cuối năm, tài khí sa sút nên việc kiếm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn. Tốt nhất là bính thìn nên tập trung vào các dự án đang dang dở, hạn chế việc mở rộng quy mô hay đầu tư ồ ạt. Hãy tránh xa các trò đỏ đen cá cược hay đầu tư rủi ro hòng thu lợi nhanh. Tuy nhiên, bính thìn cũng cần lên kế hoạch và chi tiêu thật hợp lý để đảm bảo cuộc sống hàng ngày suôn sẻ. Về sức khỏe, cơ thể giảm sút rõ rệt trong thời gian này, vì vậy đừng coi thường bất kỳ vấn đề sức khỏe nào dù là nhỏ nhất. Đừng trì hoãn điều trị y tế vì vấn đề chi phí, nếu để lâu thì sẽ tốn nhiều tiền hơn và bệnh tình cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của căng thẳng và lo lắng. Hãy đi lại cẩn thận, tránh những tai nạn và bệnh tật không mong muốn. Về mặt tình duyên, thái tuế có thể gây khó khăn cho những người độc thân. Với nhiều cảm xúc dang dở và bẽ bàng, các cặp đôi cũng có thể gặp phải những căng thẳng và tranh cãi liên tục do tâm lý không ổn định, thậm chí có thể dẫn đến việc đổ vỡ mối quan hệ. Vì vậy, hãy chia sẻ và trao đổi nhiều hơn với nhau để giữ được hạnh phúc gia đình và tránh cho kẻ thứ ba xen vào. Ngay sau đây, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ ngay cho quý khán giả về vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 3 tháng cuối năm 2024, để quý khán giả tránh hạn, chiêu tài và chiêm nghiệm, ứng dụng vào cuộc sống của mình quý khán giả nhé. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, một phần là cho các tinh đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Bạn cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà bạn đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách từ chối, tinh thần trách nhiệm này đã giúp bạn được đánh giá cao hơn nhiều đồng nghiệp xung quanh. Các tinh đế dượng xuất hiện là dấu hiệu tháng này cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bạn trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới. Bạn sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước. Với người làm lãnh đạo, bạn cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng bạn. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi. Có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến tiểu nhân gây rối, khiến công việc của bạn gặp phải đôi chút trục trặc. Tuy nhiên, tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Thìn cho rằng, chỉ cần bạn bình tĩnh và tỉnh táo thì hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội. Xét về phương diện tài lộc, người tuổi Bính Thìn cũng có cơ hội thu tiền về đầy túi trong tháng 10 âm lịch. Mọi công việc bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn.
một vị trí cao hơn trong tập thể, hãy coi như đây là lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế bởi bạn có cái nhìn mới mẻ và nhiều mong đợi, dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách làm việc đúng, mọi việc hanh thông, giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Ở một vài thời điểm trong tháng, bạn vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy sáng suốt để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để tránh rơi vào tình trạng mất tiền. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, đáng tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Bính Thìn lại không được lý tưởng dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đó là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn không quá lớn, chỉ cần bạn chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau, thì mọi mong đợi đều có thể nhanh chóng khắc phục. Xét về phương diện sức khỏe, người tuổi Bính Thìn giữ được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng 10 âm lịch này, nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc khiến bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc lúc mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể dục thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thấy khỏe mạnh, sảng khoái hơn mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Khẩu quyết: tài chính có dấu hiệu chững lại, không tăng cũng không giảm. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: số 10, 44 và 29. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong tháng này nhờ có sự giúp đỡ của tam hội. Những khó khăn trước đó dần dần được tháo gỡ, thậm chí bạn còn được quý nhân định hướng cho hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Con giáp này hãy tự tin và ý thức được đâu là điểm mạnh của mình để có cách phát huy sao cho phù hợp nhất. Bạn là người có tài năng, nhanh nhẹn, chỉ cần chủ động hơn trong việc nhận trách nhiệm, không sợ vất vả, khó khăn thì ắt gặt hái được thành công đáng mong đợi. Dịch mã cho thấy, bạn càng nhiệt tình bao nhiêu, cống hiến nhiều bao nhiêu thì càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Đừng nên so đo bản thân với người khác, hãy tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của mình, bạn sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, dưới sự tác động của mộc dục, bạn cần phải thay đổi bản tính cả thèm chóng chán hay bỏ dở công việc giữa chừng của mình. Cho dù trên con đường chinh phục thành công, bạn có gặp phải khó khăn cũng đừng nên đầu hàng, hãy cố gắng hết sức mình, rồi đồng nghiệp, quý nhân sẽ đến bên bạn, giúp bạn vượt qua thử thách. Bạn không nhất thiết phải ôm tất cả mọi khó khăn, tâm sự vào lòng, hãy chia sẻ với mọi người để biết thêm những kinh nghiệm đáng quý, đồng thời tìm ra động lực và hướng đi cho mình. Xét về phương diện tài lộc, nhờ có quý nhân và tam hội cùng giúp đỡ, nên con đường tài lộc của người tuổi Bính Thìn cũng trở nên thuận lợi, hanh thông hơn trước đó. Nhiều mối quan hệ xã giao hài hòa là nền móng giúp bạn nhanh chóng tiếp xúc được với những mối quan hệ bạn hàng, đối tác mới, đem lại lợi lộc cho bản thân. Thời điểm này, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản, có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Tuy nhiên, hãy là con giáp kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian,
đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Để có được những bước tiến vững chắc, bạn cần dành thời gian để tìm hiểu thêm về các lĩnh vực mà mình quan tâm. Gặp khó khăn cũng chớ vội đầu hàng, cũng như đừng cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài. Hãy xác định rõ ràng mục tiêu cho mình để có chí hướng phấn đấu. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Chuyện tình duyên gia đạo của người tuổi Bính Thìn có những biến chuyển tích cực trong thời điểm này. Mối quan hệ giữa bạn và người thân ngày một hòa hợp hơn. Đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Xét về phương diện sức khỏe, có thể thấy rằng tháng 11 âm lịch này là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi Bính Thìn. Bạn phải bôn ba, cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Đừng nên để sự lơ là, sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường, bản mệnh cũng càng phải tuân thủ luật đường bộ. Chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để tránh vướng phải những sự cố không đáng có trong cuộc sống hàng ngày. Bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Khẩu quyết, tâm trạng bất ổn, dễ dẫn đến dạ miệng nếu không kiểm soát bản thân. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn, tím, đen. Con số may mắn, số 09, 44 và 17. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Bính Thìn vừa được thiên đức cát tinh che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ, bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, ngay từ những ngày đầu tháng chạp. Bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, Bính Thìn còn có quý nhân giúp sức nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thể mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện để Bính Thìn chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu sẽ là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác, xử lý sẽ tăng lên, khiến Bính Thìn cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Xét về phương diện tài lộc. Về mặt tài lộc, đây cũng là một tháng tài khí tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong tháng này khá sang, tài tinh liên tục gia tăng độ trì, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phủ đều được cải thiện, công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả. Nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu lợi rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp.
Nhân đà này bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt kéo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Như kế hoạch sắm Tết Nguyên Đán khiến bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc, nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với các khí đang dưỡng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, đây là tháng có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của Bính Thìn có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đong đầy. Gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có một vài xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên xung vầy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vun vén và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới an lành. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui từ con cháu trong tháng này sau bao tháng ngày mong ngóng. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này, bản mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc quả huyết quang, do đó bạn cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên quan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Khẩu quyết: khối lượng công việc ngày càng tăng, kèm theo áp lực tiến độ. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: cam, trắng. Con số may mắn: 90, 33 và 19. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nam mạng gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non, và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân vẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Cách hóa giải vận hạn: hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy: có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người: dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện: có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ. Làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc,
tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh, rất tốt cho nữ mạng, mang tính hóa giải kịp thời, có thể hóa hung thành cát, mang tới điều cát lành, may mắn trong công việc hay chuyện tiền bạc cho tuổi Bính Thìn. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Hạn Quỳnh Tuyền chủ về hao tán tiền bạc và đau yếu, bệnh nặng. Nữ mạng Bính Thìn dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém dẫn tới mệt mỏi, thậm chí có nguy cơ đột quỵ, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân dẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Cách hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.